Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình sẽ quay cho các bạn xem xe vận chuyển từ nhà máy về như thế nào nha. Bây giờ mình sẽ ra nè, nó vận chuyển một cái xe to chà bá các bạn. Lô này về được toàn xe cực kỳ là hiếm. V250 AMG rồi GLB màu xám rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ quay cận cảnh để các bạn xem nha. Quay sơ lược về cái xe trước. Đây, xe rất là bự luôn, xe combiner. Xe này hay còn gọi là xe lồng các bạn. Nó chở rất nhiều xe. Xe này có một chỉ phía sau à. Này là xe để đầy trong này các bạn. Đó, các bạn thấy không? Để rất nhiều luôn. Hai tầng. Đây mình sẽ quay cái gầm của cái xe luôn nè. Ở đây có cái cửa nó mở để mình chui vô trong. Đây cái đầu kéo đó. Xe này chuyên chở xe bên nhà máy về cho bên showroom mình. Ở trong này để xe nè các bạn. 2 3 4 6 chiếc. Đây mình có thể quay được cái gầm xe của chiếc V250 AMG luôn. Các bạn thấy gầm xe ở đây nè. Che chắn rất là kỹ càng ha. Chiếc E200 màu đỏ đó các bạn. Rất là hiếm luôn ha. Rồi mình sẽ quay cho các bạn xem. Một cái thùng bây giờ chở được 6 chiếc. Bây giờ mình sẽ quay cái quá trình mà xuống xe cho các bạn xem. Ủa này chở bên nhà máy về anh? À bên Long Hậu anh hả? Ủa cái mọt em thấy có dí vậy ta? Bình thường em thấy hai nó có hai dí. Dạ. Yeah. Đây. Đây các bạn cái gầm xe này, che chắn rất là kỹ càng luôn, chiếc V250 AMG. Ôi, sai vậy? Rồi, anh vô anh lái xuống. Đây, nguyên một cái cong này là xuống showroom mình hết luôn. Vận chuyển mấy cái xe này cũng thấy rất là kỹ các bạn, nó chạy một cái thôi là rất là mệt. Nên những anh tài là chạy rất là cứng, chuyên rồi. Chứ nếu mà mày tay nếu như mà mình tay ngang mình lên nè, rất là nguy hiểm. Đây chiếc GLB 200 màu xám nè. Rồi thất màu đen. Có giá là 1.999.000 7 chỗ các bạn, nhập khẩu Mexico luôn. Mình quay ngoài đường thì nó hơi ồn một chút. Mình quay cho các bạn và quý khách hàng xem cái cách lên xuống xe nè, vận chuyển xe từ nhà máy về như thế nào nè. Nó sẽ có thêm một cái cách là nó sẽ đi xe vận chuyển đơn nữa. Là một chiếc nó chỉ chở được một xe thôi. Xe đó thì chở ít hơn. Xe đi một lần được 6 chiếc. Nếu như các bạn và quý khách hàng có nhu cầu muốn tìm hiểu và sở hữu cho mình một dòng xe Mercedes-Benz, hãy liên hệ ngay với mình qua số điện thoại 0918611766 nha. Đó, màu xám rất là đẹp rồi các bạn. Mang vô thì bàn giao cho bên mình, thì tí sẽ có anh xuống ảnh nhận kiểm tra và nhận bàn giao. Đây chiếc E200 màu đỏ các bạn. Xe này cái mọt này nó có một dí à. Có cái bình hơi thắng của nó các bạn, hai cái bánh này, hai cái dè. Sẵn cái mình quay cái gầm cho các bạn xem nè. Gầm V250 AMG. Dè chẳng cẩn thận hả? Đó là cái lát hay còn cắt đăng, chục cắt đăng đó. Nhấn động cầu xong. Bây giờ nó dè ra nè các bạn. Rất là sát hả? Cái này đi không quen, dễ quẹt lắm luôn á. Rất là sát. E200 màu đỏ nè các bạn. Có giá là 2.030.000. Xe này thì hiện tại là đang được ưu đãi với chiếc bạn 5% cho hết tháng 5 nha các bạn. Và số lượng xe là cực kỳ lít luôn. Màu đỏ rất là đẹp ha. Màu đỏ của dòng E thì rất là hiếm. Sau khi lấy hết cái xe xuống thì sẽ hạ cái tầng này xuống đó các bạn. Sẽ hạ cái tầng này xuống
lấy xe ra dần dần thì nhìn nó rất là rộng. Theo như mình thấy nó có mấy cái xe là chở luôn xe tải lên đây nữa, họ sắp xếp rất là hay. Quay lại cái gầm cho các bạn xem nè, gầm V250 AMG. Mình đi vô trong mình quay cho các bạn xem. Đó, cái gầm nó rất là chắc chắn. Đây, cái cầu sau các bạn. Đó, gầm xe. Đây, trên này động cơ nó che chắn rất là kỹ nè. Đây, bây giờ mình phải xuống á để cho anh về cái xe ra. Tính toán rất là cẩn thận, sai một ly là đi luôn một dặm, mà cái dặm này nó hơi tốn tiền các bạn. Đây, cái đầu kéo để kéo cái xe này, đầu này một cầu ha, đây là cái cầu, là cầu chuyển động này các bạn. Đó, cái xe nó lòi đây nè, là chiếc E 200 màu đen. Ở trên là chiếc GLC 200 Formatic bản V1 nha các bạn, có giá là 2.099 tỷ. Đó, các bạn nhìn cái dàn gầm nó lại xuống bề đó. Cái khung gầm đó nè, dưới rất là chắc chắn nha, che đậy kỹ càng hết. Đó, ảnh như vậy là mày không quen đèn rất là nguy hiểm. Review sơ cái đầu kéo các bạn luôn nè. À, cái đường ống hơi dẫn này sâu nè, để xài thắng rồi điện thắng thì xi nhan rồi đó, hộp số nó là các bạn. Theo nhận biết thì thường đầu kéo này số nó 2 tầng, số 5 với số 100. Bình dầu rất là bự. Đây là cái cabin. Xe này hình như là xe Trung Quốc, đúng rồi. Đây Yun. Di chuyển gần gần trong Sài Gòn thì mình chỉ cần đi một cầu ngoặt một dí thôi là khỏe rồi. Mình nghĩ xe này chắc cũng đi đường xa luôn á. Phải vận chuyển xe ra Hà Nội đó, mấy đại lý của Hà Nội, tại nhà máy của Mẹt thì nằm ở trong Sài Gòn các bạn. Nằm bên đường Quang Trung, bên quận Gò Vấp. Cái đầu kéo. Kéo cái thùng trà bá luôn. Nè, bây giờ các máy ảnh sẽ hạ cái tầng xuống để mình quay ở trong cho các bạn và quý khách hàng xem. Đó, bây giờ anh đang hạ cái tầng để xuống. Gỡ mấy cái chốt an toàn xong rồi hạ cái này xuống, nó chạy xuống các bạn. Hệ thống nâng thủy lực của nó, nâng hạ hết, nâng hạ giống như cái cầu nâng của để sửa chữa xe á, nhưng mà nó sẽ khác, cấu tạo nó sẽ khác. Cái hoạt động này mình nghĩ nó sẽ giống như vậy. Rất là cẩn thận các bạn ha, chứ không có làm mẫu được, mấy cái nhỏ toàn luôn. Nên phải gỡ chốt rồi an toàn rất là nhiều. À, đèn hạ của các bạn rất là hay. Hạ xuống này các bạn gỡ với cái khóa bánh là chạy ra thôi. V250 AMG thì đợt này về xe rất là nhiều nha các bạn, và khách hàng đặt chờ rất là lâu rồi. Do tình hình dịch Covid đó, thì bây giờ những dòng xe nhập bắt đầu với được đưa về Việt Nam, phải thông quan rồi giấy tờ đăng kiểm rất là mất thời gian. Bây giờ nó trèo vô này cho mình quay cái chưa vô cách nào nha, chứ mới nợ mình đứng đó, anh vô cái nào mình nghĩ chắc là nó vô nó rất là kỹ. À, chui vô để bỏ dép ở đâu ra chui vô chứ không có không mở cửa được, không gian rất là hẹp. Thì cái video của mình xin kết thúc tại đây nha, mình quay sơ lược cho các bạn xem cái cách lên xuống xe như thế nào. Đó là những cái xe mà mới xuống các bạn, xuống 3 chiếc, còn chiếc kia là chở qua đi xe riêng. Thì cảm ơn các bạn và quý khách hàng đã xem video của mình, nếu hay thì hãy cho mình xin một like.
nếu như nội dung nó có gì chưa phù hợp thì các bạn hãy comment cho mình để mình có thể chỉnh sửa để ra những video tiếp theo nó sẽ hay hơn. Xin cảm ơn các bạn và quý khách hàng rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.